Khánh Vân làm từ thiện giữa ồn ào cạch mặt đàn em Kim Duyên. Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Kim Duyên từng là cặp đôi thân thiết của showbiz Việt. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc thi Miss Universe, cả hai khiến netizen xôn xao khi lộ tin nghỉ chơi. Cụ thể, Khánh Vân đã giải thích lý do không đăng nhiều bài về đàn em trong lần chinh chiến tại Miss Universe vừa qua là vì mong muốn người hâm mộ tập trung tương tác trên fanpage của Kim Duyên nhiều hơn. Bên cạnh đó, nàng hậu sinh năm 1995 cũng lý giải về nguyên nhân không đến Dubai cổ vũ cho đại diện của Việt Nam là vì bận lịch trình riêng. Tóm lại, cả hai muốn chứng tỏ cho fan thấy rằng họ vẫn đang rất vui vẻ và yêu thương lẫn nhau. Về phía Kim Duyên, cô khẳng định mình và Khánh Vân không có mâu thuẫn. Thời điểm cô thi Miss Universe 2021, Khánh Vân hay nhắn tin hỏi thăm động viên. Trên trang cá nhân hôm 25 tháng 1, CEO Bảo Hoàng đăng ảnh Khánh Vân bên dàn Á hậu Hoàng Vũ, bác tin đồn sức mẻ tình chị em. Nhà có mấy nàng tiên thôi, đội hình vẫn còn nguyên, chưa sức mẻ gì, mọi người đừng đồn tội nghiệp, anh viết. Khánh Vân sinh năm 1995 tại thành phố Hồ Chí Minh, cao 1m75, chỉ số hình thể 83, 61, 95 cm, là người mẫu diễn viên. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019, cô đoạt danh hiệu Miss Áo dài 2013, Á khôi Miss Ngôi sao 2014, top 10 Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015, giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2018. Là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Vân xuất hiện trong nhiều dự án phim như Phượng khấu, Yêu là phải liều, Bệnh viện thần ái. Năm 2020, cô thi Miss Universe lọt vào top 21. Sau cuộc thi, cô chủ yếu làm người mẫu tham gia hoạt động cộng đồng. Vừa qua, Hoa hậu Khánh Vân tham gia đồng hành cùng chương trình Sang sẻ yêu thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phát động. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kêu gọi huy động cán bộ, hội viên phụ nữ cùng các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay quyên góp ủng hộ các phần quà hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Tham gia hưởng ứng chương trình, Hoa hậu Khánh Vân và tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam đồng hành cùng cô Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp đến Gò Vấp trao tặng 400 thùng mì vi phong cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ: "Thật vui khi Vân được đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và chương trình Sang sẻ yêu thương để trao tặng các phần quà Tết ý nghĩa cho các bà con, các chị em phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng mọi người sẽ có một cái Tết thật sum vầy, ấm no, hạnh phúc." Nói về Tết của bản thân và gia đình, Hoa hậu Khánh Vân cho biết cô sẽ dành nhiều thời gian bên cạnh gia đình. Hoa hậu tiết lộ, thay vì nấu món cà ri gà như mọi năm, mẹ sẽ nấu món chè kho để cả nhà cùng ăn đón mừng năm mới. Với Khánh Vân, Tết không chỉ là ngày sum vầy, đoàn viên gia đình mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong văn hóa người Việt. Cùng với đó là sự gửi gắm tin vào những điều tốt đẹp may mắn trong năm mới. Năm 2021 với rất nhiều khó khăn biến động, có những mất mát đau thương, nhưng trên hết, chúng ta đã cùng nhau đồng lòng vượt qua. Hy vọng bước qua năm mới, chuyện cũ gác lại, chúng ta cùng hướng đến những tương lai tươi sáng hơn, Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ thêm.